Con chào cô. Hello Phương Tâm. Ok, em đây vào học sớm đấy. Cô vừa mới dậy xong. Ok, thì học luôn nhá. Dạ. Ôi, cái gì kia? Đặt background là gì đấy hả Lam? Gì mà tàn? Shiba đi kìa. Có thích Shiba hả? Ok, chồng Shiba. Nhưng mà cô không cho nuôi vì nó khá là bẩn. Ok, sorry nhá. Hôm trước cô bị ốm, xong cô quên mất gửi bài cho con. Nhưng hôm sau hôm nay mình sang học rồi. Nào, trước khi mà vào học thì cô kiểm tra bài cũ một chút nhá. Dạ. Học từ từ cho con. Dạ rồi. Ok, cô kiểm tra một chút. Ok, hôm trước mình đọc là ok, the world around no. Ok, nào, trả lời cho cô các câu hỏi sau. Nói cho cô biết này, tòa nhà tiếng Anh là gì? Là building. Được em. Tiếp tục, cái mũ lưỡi chai. Mũ chai là khác. Cup, âm P ở cuối nhá. Vé thì sao con? Vé. Vẽ cô. Vé, 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 vé. Vé tàu, vé xe, vé xem phim ấy. Ok. Ticket, chính xác. Tiếp tục này, nhà ga tiếng Anh là sao con? Nhà ga là station. Ok, đọc lại cho cô này. Station. Station. Ok, tiếp theo này. Còn từ nào không? Hết chưa? Chắc hết rồi ha. Ok, còn từ này. Tiếp theo, nói cho cô biết là cái vợt tiếng Anh là gì con? Rocket. Rocket. Ok. Tiếp tục nói cho cô này. Cái tấm áp phích quảng cáo tiếng Anh là gì con? Poster. Ok, đọc lại. Poster. Poster. Ok. Tiếp tục nốt này. Cái mũ bảo hiểm tiếng Anh là gì hả con? Helmet. Cái gì? Cái gì đấy? Helmet. Helmet đấy hả? It's not helmet. Lưu ý cho cô này. Hell, âm hell đúng rồi. Nhưng cái âm thứ hai con sửa cho cô nhá. Âm thứ hai là M-E-T, M-E-T đấy. Mình sẽ đọc là helmet. Nó là âm Y con ạ. Helmet. Helmet. Đọc lại cho cô này. Helmet. Helmet. Phần S nữa. Helmet. Helmet. Đúng rồi. Nó là cái mũ bảo hiểm. Đúng chưa? Tiếp tục nói cho cô biết này. Cái từ dạp xiếc tiếng Anh là gì con? Dạp xiếc. Quên Quên không? Sao mà quên không con? Circus, chính xác rất tốt. Đúng rồi, đó là circus. Ok, nốt này. Ồn ào. Nói gì? Noisy, đọc lại cho cô. Noisy. Nói gì? Còn sự ồn ào là gì con? Nói gì? Không phải sự ồn ào cơ mà, danh từ của nó. Nói Noisy là ồn ào, vậy sự ồn ào là gì? Hôm trước con đọc nhầm danh từ thành tính từ đấy, có nhớ sự ồn ào là noise, được chưa? N-O-I-S-E, N-O-I-S-E, được chưa? Mình sẽ chuyển cái y dài của tính từ N-O-I thành chữ e là được, là nó sẽ ra danh từ noise. Đã rõ chưa? Nhớ nhá. Nhớ chưa con? Nhớ nhá, bởi vì đọc nhầm noise, con cũng đọc là noisy đấy. Noise là danh từ sự ồn ào và noisy tính từ là ồn ào, được chưa? Ok, rất tốt, học rồi đấy, rất tốt. Nào, hôm nay mình sang bài mới nhá. Mình sẽ học tiếp những cái bài hôm trước. Ở bài hôm trước cũng có từ mới này, hỏi Flam một chút. Cánh đồng là gì con? Field, chính xác. Tiếp theo, đảo tiếng Anh là gì? Cái đảo ấy. Island. Island, đọc tốt. Tiếp theo nói cho cô biết là núi là gì? Mountain. Đúng rồi. Rừng là gì?
Jungle. Jungle, rất tốt. Thế đường mòn tiếng Anh là gì? Cái con đường ấy. Path. Path, rất tốt. Âm này, lưu ý này, nhìn miệng cô này. Cái âm mà âm thờ trong tiếng Anh nó không đọc là thờ giống tiếng Việt các bạn ạ. Đặt lưỡi này. Con bật hơi nhẹ ra. Sợ. Pass. Nó chưa? Think. Thought. Thin. Chứ không phải là thin, think, thought. Không, không. Cái đấy sai. Thin. Đặt lưỡi ở giữa hai hàm. Thin. Thin. Think. Thin. Thought. Thought. Pass. 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 Ok, lưu ý nhá. Tốt. Nào, tiếp tục này. Nói cho cô biết này. À, thì cái thác nước tiếng Anh là gì? Waterfall. 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 Được chưa? Ok, tốt. Nào, tiếp tục. Hôm trước mình mới làm xong câu 1, 2, 3 đúng không? Nào, cô nhắc lại cái bài này. Đó chính là con sẽ nhìn vào bức tranh và sau đó là con sẽ đọc các cái câu này và xem là mỗi cái câu này nó miêu tả về cái danh từ nào. Ví dụ, people like walking or climbing up these when they are on holidays. Mọi người thích đi hoặc là leo lên cái này khi mà họ đi nghỉ mát, nghỉ dưỡng. Thì đây là leo lên núi đúng không? Mountains, thấy chưa? Câu 4, 5, 6 chưa làm đúng không con? Hay làm rồi nhỉ? Rồi cô. À, làm rồi. Hôm đấy là con nhầm câu 4 là con viết thành fruit là hoa quả đúng không? Nhưng mà thực chất nó là leaves đúng không? Yeah. Rồi. Nhớ nhá, cái này phải là leaves, lá nhá. Được chưa? Nào, bài tập số 5. Bài tập số 5 thì rất là dễ thôi. Nghe và tô màu hoặc là viết. Lưu ý này, nghe, tô màu hoặc là viết. Người ta sẽ yêu cầu con viết một cái chữ gì đó. Lưu ý nhá. Nhớ chưa Phụng Lam? Yeah. Nào, bắt đầu nghe. 23C. The world around us. Look at the picture. Listen and look. There is one example. Hello. Would you like to color this picture? Yes, please. Can you see the boy fishing? Yes. Can I color his hat? Okay. Make the boy's hat yellow. Right. I'm doing that now. Can you see the yellow hat? This is an example. Now you listen and color and write. 1. Now find the rocks in the picture. Right. I can see them on the ground. Color the biggest rock purple. Okay. 2. Can you see the waterfall? Yes. Shall I color it? Yes, please. Make it blue. Okay. There. Thank you. 3. What can I do now? Can you see the board in the lake? Yes. Can I write something on it? Yes. Write swim on it after do not. Oh, you mean people shouldn't swim here? That's right. It's too dangerous. What? 4. Wow. There are 3 fish in the water. Yes, I can see them. They can go really fast. I know. Color the smallest one. What color? How about orange? That's a good color for a fish. Good idea. 5. Right. What now? More coloring? Yes. Can you see the houses? There are 2. Which one shall I color? The nearest one, but only color its roof. Make it red. Okay. I'm coloring that roof now. Brilliant. Thanks. Nghe lại không? Dạ có. Có đúng không? Nghe là ít quá. Nào,
Chú ý nhá, bài này không khó đâu con, cố lên. 23C. The world around us. Look at the picture. Listen and look. There is one example. Hello. Would you like to color this picture? Yes, please. Can you see the boy fishing? Yes. Can I color his hat? Okay. Make the boy's hat yellow. Right. I'm doing that now. Can you see the yellow hat? This is an example. Now you listen and color and write. 1. Now find the rocks in the picture. Right. I can see them on the ground. Color the biggest rock purple. Okay. 2. Can you see the waterfall? Yes. Shall I color it? Yes, please. Make it blue. Okay. There. Thank you. 3. What can I do now? Can you see the board in the lake? Yes. Can I write something on it? Yes. Write swim on it after do not. Oh, you mean people shouldn't swim here? That's right. It's too dangerous. 4. There are 3 fish in the water. Yes, I can see them. They can go really fast. I know. Color the smallest one. What color? How about orange? That's a good color for a fish. Good idea. 5. Right. What now? More coloring? Yes. Can you see the houses? There are 2. Which one shall I color? The nearest one, but only color its roof. Make it red. Okay. I'm coloring that roof now. Brilliant. Thanks. Làm đúng được 2 câu. À, 3 câu. 3 câu đấy. 3 câu. Đúng được 3 câu. Tô màu đúng. À, một cái thì chưa viết được. Còn một cái thì chưa được tô màu được. Con anh tô không? Đang tô à? Thế con tô cái gì? Con tô nốt xem nào. Sai. Nào, cô chữa bài nhá. 23 and write. 1. Now find the rocks in the picture. Right. And write. 1. Now find the rocks in the picture. Find the rocks in the picture. Tìm cái tảng đá trong cái bức tranh này. Right. I can see them on the ground. I can see them on the ground. Có thể nhìn thấy trên mặt đất. Color the biggest rock purple. Color bigger rock purple. Tô màu cái tảng đá to hơn. Màu tím. Được chưa? Tiếp tục. Okay. 2. Can you see the waterfall? Can you see the waterfall? Bạn có nhìn thấy cái thác nước không? Yes. Yes, Bob. Shall I color it? Yes, please. Shall I color it? Có thể tô màu nó không? Yes, please. Có Make chứ? It blue. Make it blue. Chính xác. Tô màu cái thác nước là màu xanh dương. Đúng rồi. Okay. Tiếp tục này. 3. What can I do now? What can I do now? Bây giờ thì cháu làm gì? Can you see the board in the lake? Yeah. Can you see the board on the lake? Cháu có nhìn thấy cái tấm bảng, board là bảng, on the lake là ở trên cái hồ không? Được chưa? Cháu có nhìn thấy tấm bảng trên cái hồ không? Yes. Can... yes.
Can I write something on it? Can I write something on it? Cháu có thể viết một cái gì đó trên cái tấm bảng đấy không? Yes. Yes. Write swim on it. Write swim on it. Chữ swim là bơi trên cái tấm bảng đó. After do not. After do not. Đằng sau của từ do not. Oh, you mean people shouldn't swim here? People shouldn't swim here. Ý của chú là viết thành mọi người không nên bơi. Không? That's right. It's too, that's right. Rồi. Too dangerous. It is too dangerous. Nó rất nguy hiểm đấy. Được chưa? Vậy thì mình sẽ viết ở giữa của cái này là từ, ở giữa của cái bảng này sau từ do not là từ swim. Ơ, không ra đáp án à? Là từ gì nhỉ? Là từ swim. Được chưa? Do not swim here. Okay. À, được rồi. Nhớ nhá. Được chưa? Tiếp tục này. Câu 23 seat. Oh, you mean people shouldn't swim here? Really fast. I know. Color the smallest one. What color? How? Chính xác. Câu này. Rồi, tô màu con cá là màu da cam. Vậy nên là mình bỏ qua câu này nhá. How about orange? Now, more coloring? Now, more colorings. Tô màu thêm thôi. Yes. Can you see the houses? Can you see the houses? Cháu có nhìn thấy những ngôi nhà kia không? There are two. There are có hai ngôi Which nhà. Which one shall I color? Which one shall I color? Cháu nên tô màu ngôi nhà nào? The nearest one. But the nearest one. Mấu chốt ở đây con phải nghe được từ nearest là cái ngôi nhà gần nhất. Thì đó chính ngôi là gần nhất. Gần nhất với chúng ta phải là ngôi nhà này. Tiếp tục này. Sao này cô nói sai cô? Ừ, con làm sai mà. Nghe tiếp đi. But only color its roof. But only color its roof. Nhưng mà chỉ tô màu cái mái thôi. Không phải là tô màu nhà, chỉ tô màu cái mái thôi. Được chưa? Make it red. Okay. Make it red. Tô nó màu đỏ. Vậy thì mình sẽ tô cái ngôi nhà đó. Tô cái mái của ngôi nhà đó là màu đỏ. Nghe rõ chưa Phụng Lam? Yeah. À, tiếp tục nha, lưu ý không sai đấy. Rất là dễ sai đúng không? Ok, tiếp tục này. Read and underline the correct words. Đọc và gạch chân vào các từ đúng. Là bài này thì con sẽ chọn một trong hai từ để chọn. Được chưa? Đúng rồi đấy. Đang làm đúng rồi đấy. Nào, con làm nốt đi. Nhầm. Wet là khô đúng không cô? Hay này. Wet, dry là khô, cằn. Wet là ẩm ướt. Có khô không ta? They are very green. Just when you get it, he carefully drain the long. A lot of pets flow on the animal. Phải people sống trong rừng vậy. There are big a lot of jungle. Be careful. Because sometimes you can find crocodiles. Many people were there for me to worry about what the frog because I need to bring me water. People said down by he what
Xong rồi cô. Anh nào xem đúng không nha. Nào, hot and wet, hai câu đầu tiên rất tốt. Đúng rồi, đây là hai đặc điểm của rừng nhiệt đới. Jungle, lưu ý, jungle là rừng nhiệt đới nhá. Là nóng và ẩm ướt, rất tốt. Green, chính xác. Often, animals, river, crocodiles, water và boat. Rất tốt. Ok, kiến thức xã hội tốt đấy. Nào, bây giờ mình đọc câu này và mình sẽ dịch câu này nhá. Sorry, mình sẽ đọc bài này và mình sẽ dịch bài này nhé. Ok. Lưu ý cho cô này, khi mà cô đọc này, thì sẽ con sẽ theo từng cái từ mà cô đọc. Rồi sau đó là con sẽ ghi nhớ và sau đó con sẽ đọc lại cho cô đấy. Đã rõ chưa? Yeah. Ok. Đợi cô chút. Được rồi. Đọc nhé. Jungles are hot and wet places. They are very green because it often rains there. A lot of fantastic flowers, plants and animals live in jungles. There are big rivers in lots of jungles. Be careful because sometimes you can find dangerous crocodiles in some of them. Many people who live in a jungle have their homes next to a river or a waterfall because they need to drink its water. People often travel up or down the river by boat. Rivers are like roads in a jungle. Nào cô dịch nhá. Rừng nhiệt đới là nơi khá là nóng và ẩm ướt. Chúng rất là xanh bởi vì là ở đó thì thường có mưa. Có rất là nhiều những cái loài hoa, thực vật và động vật tuyệt vời sống ở trong rừng rậm. Có những con sông, có rất là nhiều con sông trong nhiều khu rừng rậm. Hãy cẩn thận bởi vì đôi khi bạn có thể nhìn thấy cả những con cá sấu nguy hiểm ở một trong số những cái khu rừng đó. Nhiều người sống trong rừng thì có ở nhà ở cạnh sông hoặc là thác nước bởi vì họ cần nước để uống. Mọi người thường đi trên sông bằng thuyền. Những cái dòng sông giống như những cái con đường trong rừng rậm vậy. Được chưa? Đã rõ bài này chưa con? Yeah. Đọc cho cô. Jungles are hot and wet place. They are very green. Lam ơi, cô sẽ sửa luôn nhá. Thế nên là con sẽ đọc chậm thôi. Và khi mà cô sửa vào thì con chỉ cần đọc lại đấy thôi. Được chưa? Places. 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 Âm EZ. Places. Được chưa? Tiếp với con. They are very green because it's autumn. Nào, dừng. Cái từ này cô sửa rồi nhưng vẫn sai này. Sửa lại lần nữa để nhớ này. Often. Often. Tiếp. Rains. There are a lot of fantastic flowers, plants, and animals fly in jungles. Lại quên. Sống là leave, còn trực tiếp mới là lại. Leave. Leave in jungles. There are big rivers in close of jungle. Be careful, because sometimes you can find danger crocodiles. Dangerous. Crocodiles. In some of them, many people who fly, who live in a jungle have their homes next to a river or a waterfall because they need to drink it. They need. Tiếp đi con. People often travel up down the river by boat. Âm T ở cuối con. Rivers are like roads in a jungle. Roads. Like. Âm K ở cuối. Like. Like. T
tiếp theo này, cái từ này con đọc, lúc nãy con đọc sai, con đọc thành ọp thì sao, thành ơ cái gì ấy. Cái từ này đọc là or. Or. Ok, được rồi. Ok, về nhà tiếp tục luyện đọc cho cô nhá, được chưa? Nào, trước khi học tiếp thì thoát ra và lại cho cô. Yeah.